hello mọi người em ta xin chào tất cả mọi người nhé mọi người em Nam toàn vừa đi sưu tập được một em lân rất là đẹp luôn lân này rất là sâu tuổi rồi một quả cầu là có một con chim chim săn đại bàng đi mọi người nhé đây là một lân uh, lân đực uh, con lân này em lấy về nó vẫn còn vết uh, bụi em vẫn chưa lau chùi gì luôn đây mọi người vẫn còn nguyên đi. em lên uh, lấy về cái em lên video luôn em đo kích thước nha các bác nhé Chiều cao của con lân này là cao 28 nhé mọi người nhé Chiều cao cao 28 Đấy, Hàng của Kutani nha mọi người nhé Con này là nó ở chỗ này là nó có uh, Lúc em lấy về nó bị quẹt rồi một tí Nó nó sứt một tí chỗ này này mọi người này Đấy, anh chị bảo. Nhưng mà đặt đặt nó nằm xuống uh, Đứng xuống là nó không lộ nhé nó Chỉ có một tí chỗ này thôi Rất là mỏng như kiểu cái vảy cá nó bong ra thôi Đây chuyện này Kutani này khá là đẹp đây cho các bác xem con chim đẹp chưa đây em đây các bác xem nó vẫn còn bẩn này cái chỗ này ấy em lau tay này ấy các bác thấy chưa nó vẫn còn bẩn luôn để em chưa kịp lau chùi gì luôn lên luôn video lần này nó không ấy đây đây các bác xem còn ngoại hình ở bên ngoài là vẫn ok hết nhé mọi người nhé rất là đẹp luôn một chú lân đực Đấy, các bác nào mà ai mà uh, ưng uh, chú lân này thì các bác liên hệ em toàn qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi người nhé em toàn uh, xin phép là kết thúc video ở đây đây mọi người làm xin chào mọi người nhé